cả nước. Dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, như quý vị đang thấy ở phía xa rất là nhiều những cái hàng quán kinh doanh cặp ở hai bên lề như thế này. Các cái xe vào để mua bán thì được diễn ra liên tục cả ngày lẫn đêm, gây ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến lưu thông tại khu vực này. Ghế, dù, thùng xốp ướp lạnh ngang nhiên được đặt ngay trên mặt giảng cao tốc vượt qua rào chắn an toàn. Hoạt động mua bán diễn ra cả ngày lẫn đêm. Sát đêm luôn. Ca. Ngày nào cũng... này người này, ca kia người kia. Còn đây, hơn 20 thùng nhiên liệu được để dưới lòng đường. Việc sang chiết nhiên liệu cũng được các phương tiện diễn ra ngay trên đường dẫn. Tình trạng này đã diễn ra từ lâu. Mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần nhắc nhở, tiến hành xử phạt hành chính nhiều trường hợp vi phạm, tuy nhiên thực tế nhiều hộ dân vì mưu sinh vẫn bất chấp nguy hiểm, tìm cách tránh né mua bán tại đây.